Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ bảy ngày 7 tháng 9 năm 2019 đến với VTV sáng nay gồm có 2 phần. Phần đầu là chương trình Nhặt lá bồ đề. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi Nhặt lá bồ đề. Câu chuyện do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện. Tú Linh xin kính chào quý vị kính mời quý vị đến với nhạc lão bồ đề với câu chuyện lá thư cố thủ tướng đài loan gửi cho con trai trước khi qua đời chuyện cho viên hùng sưu tầm tú linh tóm lược và trình bày kính mời quý vị theo dõi ông không chỉ nổi tiếng là một chính khách có tầm ảnh hưởng rộng lớn cố thủ tướng đài loan tôn vận tuyền còn được biết đến với những bài học dạy con vô cùng thấm thía trước khi qua đời ông đã để lại bức thư răng dạy con trai, được báo chí công chúng tôn vinh và nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tôn Vận Tiềm, một nhà kinh tế, một chính trị gia Đài Lăng, xuất thân là kỹ sư, quê ở Bồng Lai, Sơn Tây, Trung Quốc. Ông tốt nghiệp ngành công nghệ điện tại Đại học Công nghệ Hà Bình. Năm 1937 đến năm 1940, Ông làm việc tại Hội đồng Tài nguyên Quốc gia. Ông được gửi đi tu học tại Hoa Kỳ. Từ năm 1943 đến 1945, ông làm bộ trưởng gần 20 năm ở các bộ giao thông, vận tải, truyền thông và bộ kinh tế. Sau đó được bầu làm Thủ tướng Đài Loan. Từ năm 1978 đến năm 1984, cố Thủ tướng Tôn Vận Tuyền. Ông được coi là một trong những người tạo ra sự cách mạng về công nghệ và kinh tế ở đài loan trong sự nghiệp chính trị chối sáng của mình cố thủ tướng đài loan tôn vận tuyền đã để lại rất nhiều di sản quý báu cho đất nước ở cương vị là một người cha ông cũng mang đến cho các bậc phụ huynh lời khuyên có giá trị bức thư ông gửi cho con trai trước lúc qua đời không chỉ là một lời bọc bạch từ tâm can của một người cha gửi đến con mà còn là bài học quý giá về cuộc sống dành cho tất cả mọi người bức thư ông viết như sau con trai yêu dấu đời người phúc họa vô thường không một ai biết trước mình sẽ sống được bao lâu có một số việc tưởng nên sớm nói ra thì hay hơn cha là cha của con nếu cha không nói với con có lẽ không ai nói rõ với con những điều này những lời khuyên để con ghi nhớ này là kết quả bao kinh nghiệm xương máu thất bại đắng cay trong cuộc đời mà bản thân cha đã trải nghiệm nó sẽ giúp con tiết kiệm nhiều những nhầm lẫn hoang phí trên bước đường trưởng thành của con sau này dưới đây là những điều con nên ghi nhớ. Trong cuộc đời, nếu có người đối xử không tốt với con, đừng bận tâm cho mất thì giờ. Trong cuộc đời này, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con, ngoại trừ cha và mẹ của con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc con phải biết ơn và trân quý, con cũng nên thận trọng suy xét. Vì người đời làm việc gì thường có mục đích và nguyên nhân con chớ vội vàng xem đối phương là chân bằng hữu con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ tính nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ tính với mình con có thể yêu cầu mình phải đối xử tốt với người khác nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với con con đối xử người ta thế nào không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy nếu con không hiểu rõ được điểm này sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình mai sau trên đời không phải không có người nào mà không thể thay thế được không có vật gì mà nhất định mình phải sở hữu được con nên hiểu rõ ở điểm này nếu mai sau rủi người bạn đời không còn muốn cùng con chung sống, hoặc giả con vừa mất đi những gì chân quý nhất trong đời thì con nên hiểu rằng đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì cho lắm. Trên đời này chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chỉ qua là một cảm xúc nhất thời. Cảm giác này tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh và thay đổi nếu người yêu rời xa con hãy nhẫn nại chờ đợi để thời gian từ từ gột rửa để tâm tư mình dần dần lắng động thì nỗi đau thương cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi không nên cứ ôm ấp hoài niệm mãi bi lụy vì tình đời người ngắn ngủi nếu hôm nay con đã lãng phí thời gian mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi. Cho nên, càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm, thì con sẽ được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trong mong được sống trường thọ, chi bằng, con cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ. Cha không yêu cầu con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại. Ngược lại, cha cũng không thể bọc bọc nửa quãng đời sau này của con khi mà con đã trưởng thành và tự lập đây là lúc cha đã làm tròn trách nhiệm của mình sau này con có đi xe bớt hay đi xe hơi riêng ăn cao lương mỹ vị hay ăn cơm thừa canh cặn tự con lo liệu lấy gia đình thân nhân chỉ là duyên phận một đời bất luận trong kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu và như thế nào nên trân quý khoảng thời gian sum họp này. Gia đình đoàn tụ. Kiếp sau, dù ta có thương hay không, cũng không chắc sẽ còn gặp lại nhau. Tuy có nhiều người thành công trên đường đời, mà học hành chẳng đi đến đâu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần phải học hành, mà vẫn thành công. Kiến thức đạt được cho việc học hành là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng không thể thiếu sự hiểu biết. Nên nhớ kỹ điều này, hơn hai mươi mấy năm nay, cha tuần nào cũng mua vé số, nhưng đến nay, ngay đến giải ba vẫn chưa từng trúng. Điều này chứng tỏ rằng, muốn phát đạt, phải siêng năng, làm ăn, nỗ lực, phấn đấu, chứ không phải chờ đợi điều may mắn đến với con. Trên thế gian này, không có buổi ăn trưa nào miễn phí cả nếu may mắn có đến với con đấy là điều tốt còn nếu không thì cũng chẳng có vấn đề gì bởi tất cả phải dựa vào chính bản thân con con hãy biết ước mơ nhưng để trở thành hiện thực thì ước mơ đừng xa vời thực tế đừng hão huyền và ảo tưởng con phải luôn có niềm tin không chỉ là niềm tin vào chính bản thân mình mà con cũng cần có niềm tin vào mọi người niềm tin vào cuộc sống nếu không có niềm tin con sẽ chẳng thể làm được việc gì công việc cuộc sống đôi lúc sẽ có những khó khăn trở ngại đòi hỏi con phải luôn nỗ lực để có những thành công thì không thể thiếu sự cố gắng và say mê con ạ à. hãy nhớ rằng thành công không phải là mục đích đến mà là một quá trình vì thế, con hãy tiếp tục ước mơ và không ngừng nỗ lực con nhé. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến đề 2 at com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. kính thưa quý vị chương trình vatv đến đây xin tạm ngưng chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo